Khi tôi bái lão sư Lý Bỉnh Nam làm thầy, lão sư yêu cầu 3 điều kiện. 3 điều kiện này chính là 3 điều giới luật. Điều kiện thứ nhất, chỉ cho phép nghe ông giảng kinh. Ngoài ông ra, bất cứ người nào giảng kinh đều không được phép nghe. Điều thứ hai, xem sách Phật. Xem sách thông thường, chưa có sự đồng ý của ông không được phép xem. Điều thứ ba, càng hà khắc hơn, những gì đã học trước đây ông thầy đều không thừa nhận, một mực phế bỏ. Tôi vốn dĩ nghe lời nói này cảm thấy vị lão sư này rất chuyên chế, bá đạo, cống cao ngã mạn, xem thường người khác. Tôi trên biểu hiện thì phục tùng, nhưng trong lòng không có chút cam tâm. Thế nhưng không còn cách nào, tôi luôn vẫn là có chút thiện căn phước đức, thật chịu nghe lời, thật chịu tiếp nhận, chân thật y giáo phụng hành. Như vậy mà làm qua 3 tháng, chính mình liền phát hiện có chỗ tốt, tâm thanh tịnh rồi. 3 tháng không đi khắp nơi nghe giảng, bất cứ người nào giảng cũng đều không nghe. Ngoài những việc này ra, nhất mực không được phép xem. Đóng kín đi đôi mắt của bạn, tất cả pháp không thấy, không nghe. Dần dần tâm liền định. Lão sư dùng thử phương pháp này dạy chúng ta thiền định. Định có thể khai trí tuệ. Sau 3 tháng sau, khi nghe người khác nói chuyện, xem thấy tất cả mọi việc, chính mình cảm thấy thông minh hơn so với lúc trước. Lúc trước nghe nói chuyện không hiểu ý, bây giờ thì đã hiểu được, có được chút năng lực nhìn sắc mặt mà đoán được lời nói. Sau 6 tháng sau, hiệu quả thì vô cùng rõ ràng. Trong lòng chân thật bội phục đối với lão sư, mới biết lão sư thật cao minh dùng phương pháp này. Từ trước đến giờ chưa thấy qua, cũng chưa được nghe qua, không hề biết được phương pháp này diệu đến như vậy. Cho nên tôi sau 5 năm nói với lão sư rằng con vẫn muốn tuân thủ thêm 5 năm nữa. Lão sư yêu cầu tôi 5 năm, tôi tuân thủ quy củ của ông 10 năm. Sau 10 năm, tôi giảng kinh được rất tâm đắc, không hề có chướng ngại, mới biết được nền tảng của học Phật là từ chỗ này mà định đặt. Về sau, tôi ở Singapore gặp được Pháp sư Viễn Bồi, mới biết được thì ra ông cũng được nhận qua giáo dục này. Khi ông làm sa di theo Hòa Thượng Đế Nhàn, lão Hòa Thượng Đế Nhàn cũng là dùng 3 điều kiện này đối với ông. Do vậy mà hiểu rõ 3 điều kiện này không phải là chuyên lợi của Lý lão sư. Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay truyền thụ Đại Pháp Như Lai cho học trò, thấy là dùng 3 điều kiện này. Mục đích dạy học của lão sư như vậy là gì? Chính là muốn bạn tu giới định tuệ. Chỗ này chúng ta mới biết được cái gì gọi là sư thừa. Ngài đem tất cả vọng tưởng phân biệt của bạn hãy đều đoạn tuyệt, làm cho tam học giới định tuệ của bạn ngay trong 5 năm hoàn thành. Sau 5 năm thân tâm của bạn thanh tịnh, bạn mới có thể tiếp nhận Đại Pháp của Như Lai. Bạn có thể tu được thành công chính là cái đạo lý này. A Di Đà.